Xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Mạnh Ô Tô. Và theo rất nhiều yêu cầu của rất nhiều những bác trong khoảng thời gian vừa rồi là lâu lắm rồi không thấy anh làm xe ben gì. Thì cũng có vừa rồi có như rất nhiều bác hỏi là nếu như có con xe nào đó thì mà về mà đời mực cao cao thì anh có thể lên sóng cho em tham khảo. Thì hôm nay nhân tiện là có một con đời 2014 thì em cũng lên sóng để cho các quý vị các bạn tham khảo. Thì đối với dòng xe này thì bản chất nó là 2 tấn 35 đời 2014 và nó là một con xe rất mới và rất đẹp. Thì bên cạnh cái dòng xe này, nếu như mà đời bây giờ đời 2015 thì tải con xe này nó chuyển sang 4 tấn 6. Thì đối với dòng xe này thì nó vẫn là cầu và số của máy 4100 turbo và máy 490, xin lỗi, là bản chất của loại này nó là máy 490 và máy turbo, và cầu nó là cầu to cho nên máy xe nó rất khỏe. Nhưng mà đối với cái dòng xe này thì nó đời 2014 thì nó chuyển lên một cái form khác và táp lô táp ly nó khác rồi, thì chúng ta sẽ đi cùng nhau đi xem nó khác điều gì. Thì đối với dòng xe này ấy, thì nó khi mà nó lên cái đèn này gọi là đèn cột rồi và nó rất đẹp đó, thì 2 tấn 35 đối với dòng xe này, và cabin táp lô táp ly của nó chuyển sang form của nó phồng rồi, nhìn cái mặt nó rất là đẹp. Và từ cái ba đợt sốc lốp thì đối với dòng xe loại này thì nó chạy lốp 825-16 và hoàn toàn là cầu to đó. Thì chúng ta cùng đi xem nội thất. Thì nó thiết kế như một dòng xe V-Am, kiểu dạng như một dòng xe V-Am của đời bây giờ, gần như là nội thất và tablo tabli nó là như vậy đấy. Thì chúng ta được biết là đối với dòng xe này thì máy turbo chứ máy của nó cũng khá là khỏe, và nó mang vác hàng hóa của nó chỉ có 2 tấn 35 thôi. Nhưng mà thực tế ra loại này nó có thể cõng được 7, 8 tấn, 10 tấn, thậm chí là hơn. Thì đây đối với dòng xe này thì nếu nó đối với đời xe cao này thì nó được thiết kế là nó nhiều dầm hơn một chút và nó nhiều những cái thanh ngang hơn một chút, cho nên là xe nó khỏe và cái dầm thùng nó khỏe hơn. Đấy. Hệ thống cầu thì cũng được đẩy lên nhiều ốc lắp hơn một chút. Vẫn 8, nó là 8 ốc lắp và la răng nó dày hơn. Lốp là 825-16. Thì đối với dòng xe đời như bây giờ, nếu mà là 2 tấn 3 thì nó không phải là 825-16 mà nó là 750-16. Thì quý vị và các bạn biết rồi, đối với dòng xe này nó được thiết kế về cơ bản là nó được thiết kế cầu và bầu trợ lực, tức là cái bầu phanh hơi lốc kê nó được thiết kế đứng. Đối với dòng xe mà đời cũ thì nó thiết kế là cái bầu lốc kê nó nằm ngang ra đây, nó hơi chéo, nhưng mà thiết kế đời cao họ đã được cải tiến và được thiết kế để nó chống đẩy lên cao. Thì đẩy lên cao nó có tác dụng gì? Đó là khi mà cái bầu lốc kê nó đẩy ra đây thì đôi khi chúng ta lùi đất hoặc lùi vào những cái mô đá thì cái bầu lốc kê nó hay bị móm và nó hay bị hỏng hơn. Đẩy bầu lốc kê lên bên trên nó đứng như thế này, nó chéo về đằng trước hơn một chút thì nó thiết kế là nó sẽ không bị dễ hỏng bầu lốc kê và nó không bị bụi đất nhiều và ít bị nước hơn. Thì những cái bầu lốc kê đằng trước nó hay bị thủng cái bát gió bên trong, có một lý do, đó là vì lý do là nó đi nước nhiều cho nên nó hay bị nước nó hay vào, cho nên nó là như vậy. Thì đối với dòng xe ben thì nó có nhiều chi tiết hơn là xe thùng, bởi vì nó mang vác thêm, nó yêu cầu là vì phanh nó đi đường đèo dốc nhiều và tổng côn nó hoạt động nhiều hơn. Số đối với những dòng xe đời cao hơn thì nó là số của nó lại bằng số phụ lại bằng hơi, cho nên là nó được thiết kế rất là nhiều những cái bình chia khác nhau, có những con lại cả ben hơi nữa, số phụ hơi ben hơi. Thì đối với nhưng còn đối với đời mà 2014 và những cái dòng xe này thì số phụ vẫn là số phụ cơ. Thì đối với những dòng xe số phụ cơ thì đây là dây số phụ này đấy, thì nó sẽ đơn giản hơn, và khi mà số phụ cơ thì nó sẽ ít hỏng hơn là số phụ điện. Số phụ điện thì khi nào hay đứt dây tiêu và nó hay bị hỏng dơ le. Thì đối với dòng này nó là côn, nó được làm là hoàn toàn là trợ lực hơi đẩy dầu thì nó khá là ổn. Đây là một con xe mà chưa rửa ráy cho nên rất là bẩn. Đây, máy là 490 turbo rồi đó. Thì đối với dòng xe này được thiết kế từ những hệ thống bầu lọc gió nó chắc chắn hơn những cái đời cũ, đời 2009, 2010, và form phọp nó cũng khác.
rất là nhiều, nó khác biệt rất là nhiều thứ. Ben cũng được thiết kế lại, đối với những dòng xe đời cũ thì ben nó thường là được thiết kế là nó không dốc ben, cho nên là về chúng ta đôi khi là phải hay nâng lại những cái cọc này, thiết kế ben chứ đôi khi chúng ta phải nâng lại cọc này. Nhưng mà đối với đời cao bây giờ thì được, vì có cũng có thể là vì lý do là nhà sản xuất đã thiết kế lại, và vì sự phàn nàn nhiều, chắc nhiều của khách hàng, cho nên là chúng ta nó mới, người ta đã thiết kế lại và ben được dốc hơn, thì toàn bộ cái ghế ngồi và bô lăng được thiết kế lại là đổi lại thành 4 chấu, chứ không còn là bô lăng nó 3 chấu như ngày xưa nữa. Đây tôi sẽ cho quý chỉ quý vị xem là hệ thống mặt đồng hồ tablo. Thì về cơ bản thì mặt bàn thờ tablo là thiết kế, về cơ bản mặt bàn thờ tablo thiết kế giống với dòng VAM, cho nên là cái bàn thờ tablo của nó được thiết kế, nó bố trí một cách bài trí là đẹp hơn. Hệ thống đài, hệ thống quạt gió, thông gió và hệ thống bô lăng được thiết kế lại là đẹp hơn. Vì bao giờ cũng vậy, những con xe mà sản xuất về sau thì bao giờ cũng đẹp hơn là những con xe sản xuất về trước, vì nó sẽ được cải tiến. Đây là mặt đồng hồ bơm hơi. Đó, thì đây là bơm hơi, đây là hệ thống công tơ mét, và đây là nhiệt độ và báo dầu. Đó, thì đơn giản là như vậy thôi. Đấy là cái thì chúng ta để lựa chọn cái dòng xe này thì về cơ bản chúng ta phải lựa chọn quan trọng nhất, đó là cái cabin nội thất và cái chassis, thùng bệ nó còn đẹp, máy nó còn tốt. Và đối với dòng xe này thì đặc biệt cái điều quan tâm mà chúng ta phải quan tâm đến đó là hệ thống giàn lốp, là loại phần này phải đẹp. Bởi vì đối với dòng xe này thì nó không như xe ô tô con và xe tải thùng lốp bé, thì cái giàn lốp về cơ bản nó phải đẹp, thì nó sẽ không đi đường nó sẽ yên tâm hơn. Là một cái thêm là vì nó là lý do nó trở nặng, cho nên là nếu như lốp không tốt là nó sẽ nổ và nó sẽ thủng ngay. Và đối với dòng xe này nó thiết kế mà nếu mà nó thủng là nó rất khá là vất vả và khá là phức tạp, cho nên là chúng ta phải lựa chọn nó giàn lốp nó đẹp và xe nó đẹp một chút thì chúng ta chạy nó đỡ. Xe ben thì chạy về cơ bản là số phụ và cầu của nó được thiết kế để leo đèo leo dốc, cho nên nó thiết kế là bánh răng nó chậm hơn, vành số nó cũng thiết kế được để chậm hơn để làm sao lai nó khỏe nhất, ở cấp độ khỏe nhất, cho nên là được thiết kế như vậy. Cho nên là lốp láp thì nó sẽ, nếu mà khi nó hỏng dọc đường thì nó sẽ không chạy nhanh được, cho nên là nó sẽ, chúng ta lựa chọn dòng xe này là số phải ngon, cầu số phải ngon, máy tốt và lốp láp tốt, động cơ tốt, hệ thống dầm bệ tốt là chúng ta sẽ ok, và chúng ta sẽ lần lựa được chọn một con xe để đi làm khá là hiệu quả và khá là kinh tế. Thì vừa rồi cũng có rất nhiều bác hỏi thế là tại sao không thấy có những con xe mà làm đời cao là như vậy. Thì cái khoảng thời gian năm nay là cũng phải chia sẻ với quý vị các bạn là xe ben nó chậm hơn so với những năm trước, cho nên là em không lấy về nhiều. Thì đây là một con xe đời 2014 thì giá cả ở thị trường nó chỉ không khoảng 200 triệu quay về, và nó nếu như để mua mới thì nó rất là đắt. Cho nên là nếu như các bác mà đã là người kinh doanh thì chúng ta phải lựa chọn làm sao cho nó phù hợp với kinh tế. Thì để phù hợp với kinh tế mà chúng ta lựa chọn những con xe mà để cho chúng ta đỡ phải khấu hao, thì đặc biệt là xin chia sẻ với quý vị các bạn là nếu như mua xe ben mà mua xe mới thì chắc chắn chúng ta sẽ làm chỉ đủ tiền lỗ thôi. Cho nên là chúng ta phải lựa chọn những con xe nào mà xe cũ mà giá cả nó hợp lý một chút, để cho về kinh doanh thì hoàn toàn là yên tâm và ổn. Nếu chúng ta mua xe ben mà chúng ta mua xe mới thì chắc chắn là cái khấu hao nó cực kỳ lớn. Cho nên là quý vị các bạn để kinh doanh thì phải hết sức, để lựa chọn cái cho mình thì phải hết sức là thận trọng trong cái công tác lựa chọn xe. Thì đó là một cái video để cho quý vị và các bạn cùng các anh chị có thể tham khảo làm tư liệu để lựa chọn để mua những con xe nó tốt nhất cho mình, tốt nhất cho gia đình mình, để chúng ta mang về để đi làm ăn kinh tế và mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. Cảm ơn các bác đã xem video, và em có thể để số điện thoại bên dưới. Nếu các bác có mong muốn em tư vấn và chia sẻ điều gì thì có thể gọi điện cho em. Và trong cái khoảng thời gian như vậy, nếu như các bác mà gọi điện không được thì có thể nhắn tin vào Facebook và nhắn tin vào Zalo và thậm chí là vào Messenger thì hoặc là email có thể gửi đến trực tiếp, thì em có thể là trong khoảng thời gian em rảnh thì em có thể là em trả lời. Và nếu như mà các bác để lại số điện thoại thì cũng có thể là em sẽ gọi điện trực tiếp cho các bác để tư vấn cho các bác để làm sao cho các bác mua được con xe tốt nhất. Cảm ơn các bác đã xem video và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và nếu như nhớ thấy hay thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem.
Xin chào và hẹn gặp lại.